Thưa quý vị, với đặc điểm tập trung nhiều lao động ngoài tỉnh, có nhiều khu chung cư, nhà trọ, quận Cẩm Lệ từng là một điểm nóng trên bản đồ dịch COVID-19 của thành phố. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận đã bước đầu được kiểm soát. 4 trên 6 phường được công nhận vùng xanh. Tòa chung cư 11 tầng CT02 là khu cách ly y tế cuối cùng của phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, vừa được gỡ phong tỏa vào ngày hôm qua 21 tháng 9. Với việc không còn khu cách ly y tế và không có ca mắc mới trong cộng đồng sau 14 ngày, phường Hòa Thọ Đông đã trở thành phường thứ tư của quận Cẩm Lệ, đủ tiêu chuẩn vùng xanh. Ngay sau khi được công nhận vùng xanh, phường đã triển khai kế hoạch để giữ vững thành quả phòng chống dịch suốt thời gian qua. Chúng tôi đưa ra các mô hình là 3 lớp và 4 tại chỗ. Mô hình 3 lớp đó là tổ dân phố là cái lớp đầu tiên, là lớp công tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân. Cái lớp thứ hai đó là lớp từng khu dân cư, đặc điểm tình hình của từng khu dân cư để mà có cái hệ thống quản lý. Cái lớp thứ ba đó là cái lớp của phường, củng cố và thiết lập 5 cái chốt để mà kiểm soát chặt chẽ cái người ra vào địa bàn. Từ đầu tháng 5 tới nay, quận Cẩm Lệ ghi nhận hơn 770 ca dương tính với COVID-19. Quận đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để từng bước kiểm soát dịch bệnh, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của nhân dân. Các chốt tại các phường được công nhận vùng xanh trên địa bàn quận hiện vẫn hoạt động, kiểm tra đột xuất các trường hợp người dân đi đường. Hơn 10 ngày qua thì trên địa bàn quận Cẩm Lệ là không có ca dương tính trong cộng đồng. Trong thời gian đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng cái bảo vệ cái vùng xanh. Hiện nay thì còn hai phường nữa là Hòa An và Hòa Xuân. Trong cái cuối tháng 9 này thì sẽ giữ vững được cái và phát triển được cái vùng xanh. Để giữ vững mở rộng các vùng xanh, ngoài tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chốt tiếp giáp với các quận huyện bạn, quận Cẩm Lệ cũng tiếp tục quản lý chặt các nơi có nguy cơ cao như chợ, các chốt kiểm dịch, bệnh viện, nơi tiêm vaccine và triển khai các mô hình hay có hiệu quả. Là quận ủy và ủy ban nhân dân đã chỉ đạo cho các khu dân cư xây dựng cái phong trào, phát động cái phong trào là giữ vững không có ca phát sinh F0 trong cộng đồng, trong khu dân cư và huy động khu dân cư rồi người dân và trực các chốt. Nguy cơ COVID-19 vẫn luôn hiện hữu, nhất là ở những khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung đông các khu nhà trọ, khu chung cư. Vì vậy, bên cạnh sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, sự đồng lòng chấp hành đúng các quy định phòng dịch của người dân là hết sức quan trọng.